Những sai lầm cơ bản của việc đầu tư chứng khoán là sai lầm thứ tư, đây là hóa danh mục đầu tư, đây là một sai lầm. Bởi vì thực tế nó có thể nói rằng khối tài sản khổng lồ của Warren Buffett đang sở hữu thì hiện nay bắt nguồn từ việc xác định một vài thông tin tiềm năng, sau đó nó chỉ tập trung vào việc đầu tư vào những công ty đấy mà thôi.